Đấy. Rất là to. Có hai cái kèo gãy hết. Câu bến này không hả? Ờ, tới xong nè. Trời, tôm dữ trời. Nhiều mấy con hả? Nhiều con. Có ai biết tôi đang cầm cái gì không? Chút xíu sẽ biết. Đi theo tôi. Ây da. Đây, đây. Qua câu. Đấy. À to. Có hai cái kèo gãy hết rồi. Đây. Đó. Quá trời tôm. Đó. Lửa còn cháy quá. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một thùng bia đấy. Thủ ấy dạ tôm còn sống chứng tỏ là ấy ấy ấy. Ui trời, ui trời, đè nó đừng cho nó nhảy. Tôm với sông bắt lên thì nó phải mạnh rồi. Tôm câu với sông lên mà thì nó mạnh lắm đó, nghe gì chưa, bà má tôi bà nói đó, tôm câu với sông lên là phải mạnh vậy đó. Thôi đúng là tôm sông tôm đi. Ê. Nhà mày nhảy đâu, nhảy ra khỏi cái này không? Ê, ê. Đó, kẹp mày vô giữa nè, nhảy đi. Nhanh vậy chưa? Từ từ đi, muốn làm cho đi ra vô té chết gì à. Ơi, chúng ta ăn tôm. Đây là chén, gọi là chén muối thần thánh. Nói thần thánh vậy thôi chứ đơn giản chỉ có muối đâm với đường vậy thôi à, nhưng mà thật sự là rất ngon. Mọi người ăn thì chua chua, cay, mặn mặn. Chấm tôm vô thì hết ý. Đó, khi cho chờ tôm chín thì chúng ta sẽ tán ra. Trời ơi, tôm này.
ăn tôm nướng, ăn rau sống, tép mắm tép, ui còn có mình. Có đưa lại rồi. Ba qua ngồi rồi ba làm bia lê gai đi ba. Sao bữa nay lại đây nữa vậy? Ở ngoài. Lâu lắm nó mới lại. Yeah. Thank you.